Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ coi việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây nhắm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga đồng nghĩa với việc các quốc gia NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Theo Sky News, khi được hỏi liệu các đồng minh NATO có nên chú ý tới lời đe dọa của Nga không, tân tổng thư ký NATO Mark Rutte trả lời thẳng thắn: "Không, họ không nên và đừng nghe những lời đe dọa. NATO rất mạnh, chúng ta có thể đối mặt với bất cứ đối thủ nào." chúng ta có mọi thứ để đảm bảo rằng NATO an toàn và có thể chống lại bất kỳ mối đe dọa nào. Chúng ta sẽ không bao giờ bị bất cứ ai bên ngoài NATO đe dọa. Vì vậy tốt hơn hết là ông ấy nên ngừng điều đó lại. Ông Mark Rutter cho biết cuộc tập trận Steadfast sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ rằng NATO sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa. Các chuyên gia đánh giá việc tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe của các nước đồng minh có thể là sự thay đổi chiến lược mạnh mẽ nhất của khối này kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Hiện ưu tiên chính của NATO là tăng cường phòng thủ và gian đe, đặc biệt sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine. Thời gian gần đây, các nước NATO đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng, tăng cường phòng thủ và xây dựng lực lượng thường trực, hiện đại hóa các cấp chỉ huy và khả năng kiểm soát, chuyển đổi hoạt động phòng thủ tập thể và kết nạp thành công các đồng minh mới, gồm Phần Lan và Thụy Điển, đưa NATO đến gần biên giới Nga hơn. Tuy nhiên, hầu hết trong số hơn 20 thành viên đã đáp ứng hoặc gần đáp ứng tiêu chí phân bổ 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng đều nằm gần Nga về mặt địa lý như Ba Lan hoặc các nước Baltic. Liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine, nhiều khả năng lãnh đạo các nước thành viên NATO sẽ cam kết tiếp tục duy trì mức hỗ trợ quân sự cho Kyiv như những năm qua, khoảng trên 40 tỷ đô la Mỹ một năm. Ngoài ra, các bên cũng sẽ công bố kế hoạch cầu nối tới tư cách thành viên dành cho Ukraine đồng thời đưa ra các bước nhằm tăng cường năng lực phòng không cho nước này. Nói về cuộc xung đột Nga-Ukraine, Tổng thư ký NATO bày tỏ nghi ngờ rằng Ukraine yếu hơn vì vẫn chưa được Anh và các đồng minh khác cho phép dùng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Quan chức này ám chỉ một hệ thống vũ khí không thay đổi được kết quả xung đột. Trong khi đó, ông Rodion Miroshnik, đại sứ lưu động thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói với tờ Investia rằng Quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden không tham gia cuộc họp về hỗ trợ Ukraine có thể dẫn đến việc các nước châu Âu sẽ không muốn độc lập hỗ trợ cho Kiev. Việc tạm dừng viện trợ có thể kéo dài cho đến khi kết thúc chiến dịch bầu cử Mỹ. Ông lưu ý, Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu không thể thống nhất về cơ chế chia sẻ và cung cấp viện trợ cho Ukraine. Theo nhà ngoại giao Nga, ông Biden không thấy gì tốt hơn là ở lại cứu đất nước khỏi cơn bão. Ông Mirosnik nhấn mạnh, để không trở về tay trắng lần thứ hai và tuyên bố rằng các đối tác không còn như xưa nữa ông zelensky đã vội vã đi công du châu âu theo các quan chức bộ ngoại giao nga ở italia pháp và anh người đứng đầu ukraine được bao bọc nhưng họ không cung cấp hỗ trợ tài chính mới và trong tương lai họ khó có thể cung cấp hỗ trợ với số lượng lớn nếu không có sự tham gia của mỹ bởi vì đây là kết quả của thỏa thuận mỹ châu âu Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa nước này đã thành công phá hủy một tàu chở nhiều container viện trợ đạn cho Ukraine ở Odessa. Quân đội Nga thông tin, vụ tập kích tên lửa nhằm vào tàu chở đạn trên xảy ra tại cảng Yuzhny thuộc khu định cư Novy Bileri ở vùng Odessa, Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, kíp điều khiển tên lửa đạn đạo Iskander-M của chúng tôi đã tiến hành một cuộc tấn công vào nơi tàu container chở đạn có nguồn gốc từ châu Âu đang bốc dỡ hàng xuống cảng Yusni thuộc Odessa. Tuy nhiên, phía Nga không nêu rõ con tàu trên xuất phát từ quốc gia nào ở châu Âu cũng như số lượng đạn dược bị phá hủy trong vụ tấn công lần này. Trong khi đó, quan chức Ukraine ở Odessa, ông Olekeeper nói rằng vụ tấn công tên lửa trên chỉ gây thiệt hại cho một tàu dân sự và không có tổn thất về nhân mạng. Vào cuối tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công một địa điểm bốc dỡ hàng hóa đường sắt ở vùng Nikolaev, miền nam Ukraine, phá hủy 12 toa tàu chở đầy đạn dược. Cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Iskander-M và nhắm vào một trung tâm đường sắt ở làng Kazanka. Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp một đoạn video được quay bằng máy bay không người lái cho thấy một tên lửa đã tấn công vật thể có vẻ như là đoàn tàu. Một video khác cho thấy đòn tấn công thứ hai vào một mục tiêu dường như đang di chuyển dọc theo đường dây. Người đứng đầu chính quyền khu vực Nikolaev ông Vitaly Kim chỉ nói rằng cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực đã bị hư hại trong một vụ hỏa hoạn sau một cuộc tấn công ở quận Bastansky. Dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M được quân đội Nga sử dụng rất tích cực tại cuộc xung đột Ukraine được coi là loại vũ khí hiệu quả và lợi hại. Được định danh là vũ khí tấn công cấp chiến thuật, tổ hợp tên lửa Iskander M có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng một phút. Đạn tên lửa Iskander M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 480 kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Iskander M rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy. Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 km đến 500 km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander M thường mang theo hai đạn tên lửa. Gazprom thông báo, công ty này và Hungary vừa ký một biên bản ghi nhớ về khả năng tăng lượng khí đốt được cung cấp từ Nga sang Budapest. Theo gã khổng lồ khí đốt Nga, các bên đã thảo luận về các vấn đề cung cấp khí đốt và triển vọng phát triển hợp tác trong lĩnh vực khí đốt, tầm quan trọng của nguồn cung cấp khí đốt của Nga đối với việc hỗ trợ an ninh năng lượng của Hungary luôn được ghi nhận. Gazprom nêu rõ, biên bản ghi nhớ về khả năng tăng nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary đã được ký kết tại cuộc họp có sự chứng kiến của CEO Gazprom Alexei Miller và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto. Phát biểu bên lề diễn đàn khí đốt quốc tế Saint Petersburg vừa qua, ông Szijjarto cho hay năm nay lượng khí đốt được vận chuyển qua dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ TurkStream đã đạt khoảng 5,7 tỷ mét khối, nhiều hơn cả năm ngoái. Vì vậy, chúng tôi an toàn về nguồn cung cấp khí đốt. Ông nhấn mạnh thêm rằng vấn đề vận chuyển khí đốt của Moscow qua Kiev không quan trọng đối với Hungary vì nước này có thể đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt thông qua đường ống TurkStream. Ông Szijjarto tiết lộ các thế lực bên ngoài đang gây sức ép chính trị lên Hungary nhằm buộc nước này phải cắt giảm hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng. Bộ trưởng ngoại giao và thương mại Hungary cho hay, nếu liên minh châu Âu EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp khí đốt, dầu mỏ hoặc hạt nhân của Nga, Budapest sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, không có lệnh trừng phạt nào đối với nguồn cung cấp khí đốt và nhiên liệu hạt nhân Moscow. Cũng theo quan chức này, đường ống dẫn khí đốt dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cung cấp năng lượng cho các nước châu Âu, nếu Kiev từ chối gia hạn quá cảnh khí đốt từ Moscow. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không gia hạn thỏa thuận với Gazprom về việc vận chuyển khí đốt của Nga. Thỏa thuận sẽ hết hạn vào tháng 12 năm nay. Ukraine hiện vẫn đang hưởng lợi từ việc thu phí trung chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu. Ước tính, các khoản phí này lên tới 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Theo Trung tâm phân tích chính sách châu Âu, ngày nay, số tiền này chủ yếu được dùng để chi trả cho chi phí vận hành và bảo dưỡng đường ống. Trước xung đột, các đường ống của Ukraine hoạt động với công suất lớn hơn so với thời điểm hiện tại, mang lại cho công ty khí đốt quốc gia Naftogaz của Ukraine doanh thu gần 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm ông Sergei Vakulenko, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Carnegie, Russia, Eurasia, lưu ý rằng cho dù khối lượng khí đốt được vận chuyển và các khoản phí mà Ukraine thu được có thể giảm đáng kể, thì việc duy trì tuyến đường ống dẫn này sẽ vẫn giúp Ukraine có cơ hội thu thêm phí trung chuyển trong tương lai. Trong trường hợp ngược lại, nếu thỏa thuận không được gia hạn, Ukraine sẽ bị thiệt hại lớn do cơ sở hạ tầng này bị bỏ không. Cơ sở hạ tầng đường ống của Ukraine có thể được tái sử dụng sau khi hợp đồng của Ukraine với Nga hết hạn. Tuy nhiên, một vấn đề lớn là nó được xây dựng có mục đích nhằm mục đích liên kết Ukraine với Nga. Nếu nguồn cung cấp khí đốt từ Nga không còn, cơ sở hạ tầng hiện tại sẽ phải trải qua những thay đổi nhất định. Trong chuyến thăm London, Anh mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã có cuộc thảo luận quan trọng với người đồng cấp Anh John Healy về việc triển khai vũ khí laser Dragonfire của anh nhằm hỗ trợ ukraine trong việc đối phó với các mối đe dọa từ nga ông umerov khẳng định các cuộc thảo luận đang được tiến hành đồng thời chia sẻ về tiến triển của dự án hợp tác này ông nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình chúng tôi đang tích cực làm việc trong dự án này và mong muốn có thể sớm chia sẻ thêm thông tin vũ khí laser Dragonfire do anh phát triển được xem là giải pháp sáng tạo và tiết kiệm chi phí trong việc phòng chống các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, đặc biệt trong bối cảnh xung đột với Nga. Được thiết kế để bắn trúng các mục tiêu trên không và trên biển, Dragonfly đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm thành công, trong đó có một cuộc thử nghiệm vào tháng 1 năm 2024 tại Outer Hebrides, Scotland, chứng minh khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách lên tới 1 km. Vũ khí này sử dụng công nghệ kết hợp chùm tia đặc biệt của Anh, cho phép tập trung năng lượng vào một điểm tăng cường hiệu quả tác chiến. Thậm chí, với những mục tiêu nhỏ như một đồng xu nặng chỉ một pound cũng bị bắn trúng. Theo Telegraph, trong các vụ thử nghiệm, Dragonfire đã phá hủy UAV làm nổ đạn cối chỉ trong chưa đầy 5 giây tiếp xúc. Kiev Post cho biết, loại vũ khí này được mô tả là có thể làm thay đổi cục diện xung đột khi sử dụng tia laser năng lượng cao, có thể hạ gục máy bay không người lái hoặc thậm chí tên lửa như một giải pháp thay thế hiệu quả về mặt chi phí cho các hệ thống phòng không thông thường mà Kiev đang dựa vào. Dragonfly được thiết kế như một hệ thống thay thế hiệu quả về chi phí cho các tên lửa, với chi phí mỗi lần bắn chỉ khoảng 10 bảng Anh. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích và tiết kiệm cho các lực lượng phòng thủ, đặc biệt là khi đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa. Theo kế hoạch, Vũ khí này sẽ được triển khai trên các tàu của Hải quân Hoàng gia Anh vào đầu năm 2027, đẩy nhanh một mốc thời gian ban đầu được ấn định là năm 2032. Bộ Quốc phòng Anh cũng nhấn mạnh tính linh hoạt của hệ thống khi Dragonfly có thể gắn trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả các xe bọc thép như chiếc Uphorn hiện tại. Với những tiến bộ trong công nghệ vũ khí laser, Ukraine có thể sớm có thêm một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ đất nước, giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc tấn công, và mở ra triển vọng hợp tác quốc phòng mạnh mẽ hơn giữa ukraine và các quốc gia đồng minh